nó dính nguyên cả một bệ luôn nha, kiểu như là một miếng miếng kem đá vậy, miếng kem kem tôm hùm vậy. Chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang đang băng qua cánh đồng ruộng để đi qua bên nhà của mấy đứa nhóc. Tại vì hôm nay là một ngày đặc biệt của Sang với mấy đứa mọi người. Mọi người còn nhớ những cái video đầu tiên khi mà Sang bắt đầu quay video cùng với mấy đứa không? Cái lúc đó thì Sang vô tình gặp mấy đứa trên con suối, lúc mấy đứa tắm suối. Mọi người ơi, đây là mấy đứa nhóc trong cái bản làng mà nó biết Sang nè mọi người. Mấy đứa ăn cà ri ốc không? Đây, ở đây có hai đứa nữa nè. Nó đi lấy mấy cái miếng miếng xốp về làm một cái trò chơi nha mọi người. Bây giờ Sang với nhóc Hậu sẽ... Đó. Quá dữ luôn. À, lại đây nè, lại đây. Mấy đứa ăn cà ri ốc không? Biết ăn cà ri ốc không? Tao đưa cái số ốc à. Ăn cà ri ốc không? Nè, ốc nè. Nấu cà ri ăn không? Ăn phải không? Dạ anh nấu lên kia nấu rồi lát mấy đứa lên ăn chung với anh nha. Và mấy đứa nó nhận ra Sang. Lúc đó nó nói với Sang là nó thường xuyên xem video của Sang. Nhưng mà bên nhà có mấy đứa nhóc á thì điện thoại không có nè, cũng không có wifi mọi người. Mỗi lần tụi nó muốn xem video của Sang á, thường là mấy đứa nó sẽ góp lại mỗi đứa một ít tiền, xong rồi vào quán cà phê mua một chai nước, rồi mở video của Sang để mà xem ở trong đó. Ngày đầu tiên khi mà nghe được cái câu chuyện của mấy đứa kể á thì rất là mến mấy đứa luôn. Sang đã kêu mấy đứa quay video, đi quay video cùng với Sang loay hoay đó thì hôm nay đã tròn 1 năm rồi mọi người. Và hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày kỷ niệm 1 năm Sang với mấy đứa nhóc quen biết nhau. Nên trong ba lô của Sang đây thì Sang có mua mấy con tôm hùm đất, một túi tôm hùm đất trong ba lô này rất là nhiều luôn. Sang sẽ qua bên nhà mấy đứa, rủ mấy đứa ra bên cái bờ suối mà lúc trước Sang với mọi người gặp mấy đứa lần đầu tiên á, mình tắm rồi mình nấu tôm hùm nó, mình ăn, mình chơi đó tới chiều mình về ha. Để kỷ niệm một ngày quen biết nhau cho thật đã luôn. Để Sang với mọi người tranh thủ mình đi qua nhà mấy đứa nha. Mình nấu ngay đây nha anh, ngay chỗ bắt ra bãi đất bằng bằng này nè. Mọi người nhìn con suối với lại cái đập tràn cho kia quen không? Cái chỗ này thì lúc những cái video đầu tiên cũng như là lúc mà Sang mới bắt đầu quen mấy đứa nhóc á, cũng tại con suối này nè. Thì lay hoay đó cũng đã 1 năm rồi mọi người, khá lâu rồi thì Sang cũng không có quay trở lại đây để mà làm clip ở trên con suối này cho mọi người xem. Tại vì hôm nay sẽ cứ lo đi kiếm cảnh đẹp rồi đi vào rừng rồi đi xuống sông này kia, nên lâu lắm rồi Sang không có dịp ra đây tắm suối cùng với mấy đứa. Nên hôm nay là một ngày thật sự rất là vui luôn. Tại vì dự định của mấy anh em Sang là sẽ nấu ăn nè, chơi, tắm suối, bơi ở đây tới chiều mới về. Nhóc Quỳnh nó chuẩn bị sẵn một cái bánh xe kia kìa, để một hồi mấy anh em Sang chơi trò chơi là trượt suối. Đáng ra hôm nay thì Sang rủ đông mấy đứa nhóc lắm mọi người. Nhưng mà nhóc Văn với lại mấy đứa nhóc kia thì đang là mùa hái cà phê, tụi nó đi lên trên Bảo Lộc để mà hái cà phê mướn trên đó nữa, nên không có nhà. Nên hiện tại là chỉ có hai anh em này. Xong trưa trưa nhóc Trương đi làm về, nó rủ mấy đứa nữa rồi ra đây mình ăn uống thôi. Quỳnh với lại Dảnh biết ngày hôm nay là ngày gì không? Hai đứa còn nhớ cái video đầu tiên mình quay là ở đâu không? Dưới cái chỗ kia, video đó là ăn cái gì? Cà ri ốc hả? Từ ngày đầu tiên Sang biết mấy đứa lay hoay đến ngày hôm nay là 1 năm rồi. Tròn 1 năm anh với mấy đứa đi quay video chung với nhau rồi đó. Nên hôm nay rủ mấy đứa ra đây mình làm một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ để mà ăn cùng với mấy đứa. Nè, hai đứa cầm này đi. Biết con này gì không? Tép. Tép ở đâu? Thấy con này bao giờ chưa? Chưa thấy là biết con tép. Nãy giờ mấy đứa nó cứ bảo là Sang bắt con tép này ở dưới ruộng. Mọi người xem cái con này Sang đem theo này. Cái con này không phải là con tép nha. Con này là con tôm. Con tôm ở dưới đất. Con này là anh bắt ở dưới suối, không phải bắt ở dưới ruộng. Cái con này là con tôm hùm đất. Sang thì Sang mua ở trên mạng đó mọi người. Một bịch này thì nó là 2 kg. Còn bịch bên đây là 1 kg. Sang thì
À, cái bạch này á cũng không phải rẻ mọi người, nhưng mà Trang muốn là mua nhiều nhiều để cho mấy đứa nhóc nó ăn nó thoải mái luôn. Tại vì mấy đứa thì chưa bao giờ thấy được cái con tôm hùm đất này, Sang thì cũng chưa bao giờ được ăn. Nhưng mà hôm nay chỉ có ba anh em Sang, nên mình sẽ chế biến thành một cái bữa hoành tráng luôn ha. Đợi nhóc Trương với lại đứa nào ra được thì nó sẽ cùng ăn với mấy anh em. Lên đổ dầu vô khi nào dầu sôi á, cho cái hành tỏi nãy anh băm vô phi vàng lên rồi để nó cho anh nha. Nhóc Quỳnh thì đang phi dầu, rồi Sang với nhóc Dảnh thì vừa mới cắt cái bịch con gì Dảnh? Tép hả? Con này là con tôm hùm đất nha. Con nào bự nhất? Con đó bự nhất. Cái loại tôm hùm đất này á, khi mà Sang mua là người ta đông đá, nên khi mà Sang khui bịch ra, Dảnh cầm nguyên bể đây. Khi mà Sang khui bịch ra mọi người xem này. Nó dính nguyên cả một bệ luôn nha, kiểu như là một miếng miếng kem đá vậy, miếng kem kem tôm hùm vậy. Nên bây giờ mấy anh em Sang là phải đặt bây giờ mấy anh em Sang là phải ngâm nước cho nó tan hết cái phần phần đông đá này nè, nó cứng ngắc à, mình phải ngâm nước cho nó tan ra hết, xong rồi khi mà nó tan hết mình mới chế biến nó ăn được. Cái này thì người ta có tẩm ướp sẵn nè mọi người, có gia vị dưới đây này, nhưng mà nó chưa tan nên Sang phải ngâm nước cho nó trôi hết gia vị đi một tí xíu, nên Sang đem nếm xong đặt dưới đi. Cho nước suối, mà nước suối nó sạch mà, cứ ngâm cho nó tan hết. Mấy con tôm thì nãy giờ Sang với nhóc Dảnh ngâm đá, ngâm nước thì nó cũng đã tan đá rồi nha. Bây giờ thì mình chuẩn bị cái nước sốt để mình xào tôm. Sẽ sử dụng ở đây một hũ, hai hũ đi. Rồi, đưa cái hũ đó cho anh. Sang bỏ vô đây hai hũ sa tế ớt nha mọi người, để cho nó một hồi nó tạo vị vô tôm. Lấy cái hũ đường muối ngọt cho anh. Ơi, xào tôm thì Sang sẽ cho thêm bắp nha. Hôm nay thì ăn cho đã luôn. Mình cho bắp vô trước. Nửa bắp nó nhiều quá. Rồi được rồi. Nhiều quá, hồi nó nước lịnh lãng luôn. Cái bắp này nấu thì phải lâu nó mới rụt rã ra được nha mọi người. Nên Sang cho thêm một ít nước đây nè. Mình chủ yếu là nấu bắp cho nó chín thôi, chứ thật ra tôm hùm này thì người ta đã chế biến sẵn rồi, nó cũng đã chín rồi, mình chỉ bỏ vô mình xào nóng lại là mình ăn được nha. Nên Sang trong thời gian chờ đợi cho nó bắp nó rụt á, thì Sang với mấy đứa nhóc quyết định đi bơi ha. Bơi hả Quỳnh? Tại vì mọi người xem này, Sang với Quỳnh với lại Dảnh á đang ngồi ở ngoài nắng, nên bây giờ mình bơi cho nó mát mẻ hết đi, xong rồi một xíu bắp nó rụt á mình lên ăn. Mốt của Dảnh đâu? Rồi chuẩn bị bơi nha. Rồi Quỳnh lên cầm miếng mốt coi. Lâu lắm rồi thì Sang với mấy đứa nhóc mình không có chơi trò chơi này lại mọi người. Tại vì nước nó không có nhiều. Hôm nay thì mọi người xem này, nước chảy rất là mạnh luôn nha. Mình sẽ chơi lại cái trò chơi này nha. Trò chơi này gọi là trò chơi chuột khác nha. Anh đếm 1, 2, 3 là chơi. Đây đây, Dảnh cầm miếng mốt Dảnh đi. Rồi 1, 2, 3, trước. Mọi người xem nhóc Quỳnh này, đã không? Lúc đầu mà tiên mà Sang biết mấy đứa nhóc á, thì mấy đứa nó cũng chơi cái trò này nè. Ở kia có cái cầu rồi. Thôi giờ tắt điện thoại chơi cùng với mấy đứa nha. Đã tắm xong rồi nha mọi người, đã không Quỳnh? Trượt đã luôn á mọi người. Tại vì lâu lắm rồi Sang với mấy nhóc không có cơ hội mà ra cái con suối này để tắm quay cho mọi người xem. Hôm nay ba anh em Sang ra đây tắm này, trượt mà tay chân đỏ lên hết luôn, tại vì nó cạ vào cái thành á. Còn đây, tôm hùm thì cũng đã nấu xong rồi, tôm hùm đất thì cũng đã nấu xong rồi. Tại vì cái loại tôm hùm này nó nấu đơn giản lắm mọi người.
nấu chín bắp xong mình đổ tôm hùm vô là xong rồi. Sang nên sao không có quay gấp ra rồi trang trí để ăn cùng với mọi người mấy đứa luôn, tại vì mấy đứa nó cũng đói rồi. Giờ ăn xong là lát bơi nữa nha. Dạ. Bơi tới chiều luôn. Sang nấu thì nhiều lắm mọi người, ở đây chỉ là một phần thôi, còn một phần Sang chừa trong chảo này, một xíu nữa nhóc Trương với lại mấy đứa nhóc kia nó có đi lấy măng về thì nó ghé ở đây nó ăn cùng với Sang luôn. Còn mấy đứa mà nó đi lên Bảo Lộc hái cà phê thì chắc là hẹn một dịp khác á. Thôi giờ đây, giờ Sang với mọi người cùng với mấy đứa mình ăn nha. Mình xích lên đây nè, ăn cho đã luôn. Nay có ba anh em thôi. Rồi cầm đi, cầm đi, cầm con tép của mấy đứa đi. Mọi đứa cầm con, cứ cầm thoải mái đi, ăn quá trời luôn mà. Mọi người xem cái con tép của con nhóc Dảnh nó nói này. Đây là con tép sông của con nhóc Dảnh nói nha, mọi người xem này. Giờ Sang mời tất cả mọi người cùng Sang cùng với mấy đứa nhóc mình sẽ cùng nhau ăn nha. Rồi ăn đi. Cay quá. Ủa cái vỏ nó mềm như ta. Cái con này vỏ mềm lắm mọi người. Sang nhai luôn được cái vỏ. Con có mấy đứa vỏ mềm không? Có mềm. Con cứng con mềm. Đây nè. Cái con nãy Sang vừa ăn thì nó hình như là nó bị lột mọi người. Nên vỏ mềm lắm. Con này cứng. Tay thì khó ăn quá nên Sang vừa mới kiếm được cái thùng của chỗ này nè, đặt lên trên đây. Giờ mấy anh em sẽ tiếp tục ăn nha. Rồi ăn đi mấy đứa ơi. Ăn vậy cho nó thoải mái hơn. Khi nãy cứ cầm lên tay nó khó ăn. Đây là phía trong đầu của con tôm nè mọi người. Nãy giờ Sang mới nghiên cứu là cái phần đầu của con tôm này á, nó không có cái gì hết cả. Nó có cái phần nước nước này nè. Mình cắn vô thì nó ra cái nước, vậy là hết rồi. Chỉ ăn được mỗi cái mình của nó thôi. Cái mình nó thì cái mình nó thì có được một cục thịt nè. Ăn mình thì mình cứ bẻ cái đuôi chóc rồi đó, mình bẻ cái đuôi mình chóc ra nè, được cái cục thịt phía sau của nó mọi người. Cái vị của nó thì như là con cua quỳnh, giống như cua đồng mình ha, nhưng mà nó có được cái là nó ngọt hơn một xíu với lại nó có thịt thôi. Nếu mà thật ra nếu mà con cua đồng mình á, nó có cái phần thịt giống như con này thì con cua đồng ăn vẫn ngon hơn. Tại vì con cua đồng nó rẻ hơn mình bắt được. Cái vỏ có con cũng cứng lắm à. Ăn cho đã đi. Ăn đi, mai vô suối bắt tiếp nha. Nãy giờ mấy đứa nó cứ nói với Sang là nó thấy cái con này ở trong suối rồi mọi người. Nó cứ cãi Sang. Sang nói cái con này là Sang mua ở trên mạng. Mà nó cứ bảo là đi vào rừng sâu đã thấy cái con này ở trong suối rồi. Nên cứ nói là mấy đứa nó ăn hết cái này xong rồi mai nó đi vô suối nó bắt về cho Sang ăn. Mai nó bắt về cho anh nha. Nãy giờ nó cứ cãi không à. Nó bảo là trong này con này trong suối có. Có cái phần gạch hết trơn. Nó giữ nước quá. Cái con này ăn cho vui thôi mọi người. Chứ mà ăn cho no thì chắc không biết bao nhiêu con mới đủ. Tại vì nó có một tí xịt thịt ở cái khoang bụng đó à. Cái con nó nhìn thì cũng bự. Tại vì cái đầu nó đâu có cái gì đâu. So với cái con tôm thường của mình thì con tôm thường nó vẫn ngon hơn. Cái con này được cái nó lạ. Cái con này thì anh mua ở ngoài nước ngoài á. Người ta đặt từ nước ngoài về á mọi người. Thôi, giờ mọi người ăn với Sang một miếng bắp nha. Bắp thì ăn ngon hơn tôm á. Ăn bự. Ăn ngon tấm tiếp nha. Mình thích nó này. Nhiều người xem video của Sang á, từ những cái video đầu tiên cùng với mấy đứa nhóc á, có người thì hỏi Sang với mấy đứa nhóc nè, với nhóc Hậu á, là anh em hay là bà con gì. Thật ra thì Sang với đứa nhóc cũng không có bà con, cũng không có anh em gì đâu mọi người. Mấy đứa thì nó đi theo Sang từ ngày đầu tiên đến ngày hôm nay. Cũng không ngờ là Sang với mấy đứa quý nhau rồi đi lâu đến như vậy thôi. Chứ không phải là bà con thì mới đi quay video chung nha. Nên sẵn video này nói luôn. Mấy đứa nhóc này thì là người đồng bào Sà Tiên đó mọi người. Con này gọi là tên, gọi là tiếng của cưng gọi là gì? Con tép á, con tép gọi là gì? Quên rồi hả? Tui. Phải không? Con tôm gọi là gì? Con tôm. Cũng là con tôm hả?
ở trong rừng thì không có tôm nên người người sầu tiên thì không có nói được tiếng của tôm. Chắc là vậy. Thôi giờ ăn nha mọi người. Ăn thoải mái đi. Cái con này phải ăn lia lịa thì mới no được. Chứ mà ăn chậm chậm thì không no đâu. Ăn chậm chậm thì lột ra từng con ăn xíu là không đủ ăn. Quỳnh sổ mũi luôn rồi, tắm riết bệnh luôn. Sang với nhóc Quỳnh trường nước từ nãy tới giờ. Chấm hả? Đây, đây. Mời tất cả mọi người ăn với Sang thêm một con tôm nữa nha. Cái đây là lần đầu tiên Sang được ăn cái con tôm hùm đất nè mọi người. Thật sự cái vị của cái con tôm này á, theo như Sang cảm nhận á, thì nó cũng như con cua đồng thôi. Được có cái là nó có phần thịt với bụng. Nếu mà thật ra con cua đồng có phần thịt giống như con này thì con cua đồng mình ăn ngon hơn. Nãy thì Sang với mấy đứa vừa mới thưởng thức xong cái con tôm hùm đất mọi người. Thực sự ra ngày hôm nay á, Sang rủ mấy đứa nhóc ra ngoài cái con suối này nè để mà ôn lại kỷ niệm một năm Sang với mấy đứa quen nhau. Hôm nay thì buồn một cái là không đủ được tất cả mấy đứa nhóc, tại vì mỗi đứa nó có mỗi công việc khác nhau. Tụi nó thì bây giờ cũng đã lớn dần rồi mọi người, nên phải lo đi kiếm tiền này kia. Sang thì chỉ giúp được phần nào cho mấy đứa thôi, nên còn phần còn lại thì tụi nó phải tự lo hết, chứ không thể nào mà Sang giúp hết được mọi người. Nên đứa nào có công việc thì đứa đó đi, còn đứa nào ở lại thì cùng Sang quay video. Hôm nay thì như vậy cũng rất vui rồi. Sang thì chỉ quay bao nhiêu đó cho mọi người xem thôi, nên Sang sẽ tạm dừng clip tại đây. Còn riêng Sang với đứa nhóc á, thì sẽ bơi ở suối này tới chiều lận, tại vì Sang còn một ít tôm nè, đợi nhóc Trương về nữa thì mấy anh em Sang cùng ngồi nhau cùng ăn tới tới chiều tối rồi về luôn. Giờ thì Sang với nhóc Quỳnh bơi tiếp nha. Rồi 1, 2, 3 bơi. Giờ thì mình bơi tiếp nha. Sang với mấy đứa nhóc chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.